chương 61 như thế nào cái dạng này bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com nương dư hồng yến còn nắm chắc lưu quế hà tây ta nằm mơ đều không có mơ tới qua nhà chúng ta có thế có một trăm lượng ta cũng là a lưu quế hà lập tức nói nói xong trùng điệp vỗ xuống nàng ngủ nhi tử vai ngũ hổ có ngươi tiếc ngũ hổ đều muốn vui vẻ chết mẹ hắn cũng khen hắn nhưng lúc này mẹ hắn nhưng lại ngay ngắn mặt, mặc dù bán nhiều bạc như vậy, nhưng giống đi trên núi chuyện săn thú, thật không thể lại có, ngươi có nghe hay không? Lại là lời này. Tiết ngũ hổ đều muốn phiền chết. Biết biết, nương ngươi cái này đều nói với ta bao nhiêu lần, từ ta từ trên núi trở về ngươi liền nói đến bây giờ, lỗ tai ta đều muốn lên kén, đều nói chính ta cũng sợ hãi, hôm nay ta cũng biết ta là vận khí tốt, liền thụ như thế bị thương, không chết, lần sau khẳng định liền sẽ không, ngươi nói ta còn dám sao? ta lại không phải thật không muốn mệnh, ngươi có thế nghĩ như vậy liền tốt. Lưu Quế Hà cuối cùng là hoàn toàn yên tâm. Tiết Ngũ Hổ lại một cái cánh tay khoác lên Tiết Diễm trên vai, vui tươi hớn hở lại đại đại liệt liệt nói, Tiểu Diễm, ngươi giấc mộng kia thật sự là tuyệt, vậy mà thật có gấu chó, ta còn thực sự cho gặp gỡ. thật xin lỗi a, à, lần này ta không nghe ngươi, kém chút người liền không có. Ta cùng ngươi cam đoan, về sau mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều tin. Tiết Diễm chỉ coi hắn ngủ ca nói đùa, cũng không có coi là thật. Tương phản, suy nghĩ của hắn còn bay xa. Cũng không biết Khương Nguyệt Khóc không có khóc. Hắn cũng biết để nàng khóc quá làm khó nàng, nhưng cha hắn bọn hắn hắn vẫn là hiểu rất rõ, người đối diện bên trong tuổi còn nhỏ kia là có thế tốt bao nhiêu liền tốt bao nhiêu, chỉ cần vừa khóc, cái gì tất cả nghe theo ngươi cái này nếu là khóc trở về sẽ không phải đánh hắn đi hắn để nàng khóc thời điểm nàng biểu tình kia hắn luôn cảm thấy nàng sẽ đánh hắn vừa nghĩ đến cái này tiếp diễm lập tức ở trong lòng lắc đầu cảm thấy sẽ không mặc dù nàng tự hồ cực kỳ thích dùng vũ lực giải quyết hết thảy vấn đề nhưng cũng không phải không giảng đạo lý bán gấu chó thời điểm khẳng định liền có thể cảm nhận được hắn vì cái gì không yên lòng nhất định phải nàng đi theo nghĩ như vậy tiết diễm liền yên tâm khương nguyệt cùng tiết đại phú bọn hắn ngồi xe bò trở lại trong thôn thời điểm mặt trời còn chưa lặn nhưng mỗi đụng phải một người đều chúc mừng bọn hắn chúc mừng chúc mừng a đại phú nghe nói một trăm lượng đâu nhà ngươi là phát tài đúng vậy a đại phú chúc mừng chúng ta làm sao cũng không nghĩ tới thôn chúng ta bên trong vậy mà là nhà các ngươi ra tay trước tài đại phú nhiều tiền như vậy Nhà các ngươi dự định làm sao dùng A, à, đại phú đại phú. Nghe tới một trăm lượng, Khương Nguyệt biểu lộ rất bình tĩnh, nhưng lại cảm thấy kỳ quái, làm sao bọn hắn lúc này mới vừa trở về, trong thôn liền đã biết gấu chó bán một trăm lượng. Tiết đại phú bọn hắn thì rất là kinh ngạc một chút, há miệng liền hào không tâm cơ hỏi. Các ngươi làm sao biết gấu chó bán một trăm lượng? Lập tức có cái trẻ tuổi hán tự nói. Còn không phải vương đại thẩm kia miệng rộng sao, nói tại trên trấn xem lại các ngươi đem gấu chó đưa đi tửu lâu, bán 100 lượng, trở về liền đến chỗ nói, sợ người khác không biết. Khương Nguyệt minh bạch, nguyên lai là bị người trùng hợp trông thấy. Cái kia vương đại thẩm làm sao cái dạng này? Tiết nhị hổ rất là bất mãn. Tiết đại phú cùng tiết nhất hổ cũng cảm thấy vương tố phân miệng rộng, nhưng người ta nói cũng đúng sự thật, gấu chó đích xác bán 100 lượng, cho nên, bọn hắn cũng chỉ có thể không ngừng cười ngây ngô, cũng không có nói cái gì. Tại mọi người một đường chúc mừng ở trong, về đến cửa nhà. Bọn hắn lúc này thôn náo ra đến vang động vẫn là không nhỏ, Lưu Quế Hà bọn hắn tự nhiên cũng nghe được, đã đều từ trong viện ra, tại cửa viện chờ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 62 Có điểm không dám nhìn. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Nương, cha bọn hắn trở về. Không đợi xe bò đi tới cửa nhà, tiết ngũ hổ cũng đã chỉ vào trên xe bò người, siêu cấp hưng phấn cùng hắn bên cạnh nương nói. Trở về, trở về. Lưu Quế Hà cũng rất hưng phấn, nụ cười trên mặt căn bản sượng mặt. Lý Hà Hoa cùng Dư Hồng Yến cũng giống vậy. Thậm chí, Lý Hà Hoa còn bận biểu nên đón tiếp lấy, cao hứng đem Khương Nguyệt từ trên xe bò ôm xuống. Trừ tiết diễm. Tiếp Diễm biểu lộ cùng bình thường một dạng, còn không hiểu có chút không dám nhìn Khương Nguyệt. Khi khóe mắt liếc qua chú ý tới Khương Nguyệt, trong tay còn cầm hai chuỗi mứt quả, càng giống cái tiểu hài tử, Tiếp Diễm cũng liền lại không dám nhìn Khương Nguyệt. Hắn biết Khương Nguyệt cũng không rất ưa thích khi tiểu hài tử. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn Khương Nguyệt hướng hắn đi tới, Tiếp Diễm vô ý thức nho nhỏ lui về phía sau một bước. Sẽ không phải thật muốn đánh hắn đi. Nguyên bản cảm thấy nàng hẳn là sẽ không đánh hắn, nhưng giờ phút này, hắn có chút không xác định. Ngay tại tiết diễm thấp thỏm ở trong, hai chuỗi mức quả đưa tới trước mặt hắn. Ách! Tiết diễm mặt hai giây, mới nhận lấy, cũng không tự giác nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai like là muốn cho hắn mức quả. Nhìn tiết diễm buông lỏng một hơi dáng vẻ, Khương Nguyệt cảm thấy có chút không hiểu thấu, nhưng cũng không để ý. Khương Nguyệt chỉ là ánh mắt chuyển nhìn về phía tiết đại phú Lưu Quế Hà bọn hắn, nhìn xem bọn hắn kích động nói lời nói, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Cái này gấu chó có thể bán được 100 lượng, là thật sự đem bọn hắn cho cao hứng hỏng. Nhìn còn mua nhiều như vậy thịt, Lưu Quế Hà các nàng càng là cao hứng. Cơm tối kỳ thật đã làm tốt, nhưng cái này có thịt, Lý Hà Hoa bận biệu lại đi lều dưới đáy trước bếp lò bận biệu, cắt thịt cân nhắc đến đem thịt tươi đưa cho gia gia tiết lão hán, còn phải nấu chín, dứt khoát hiện tại 4 cân thịt một khối thịt kho tàu, đến lúc đó phân một nửa cho tiết lão hán chính là. Dư Hồng Yến cũng đi lều dưới đáy, giúp đỡ nhóm lửa. Tiết nhất hổ muốn đi còn xe bò, xe bò là điền đại thúc nhà, trong thôn cũng liền điền đại thúc nhà có trâu, cái này mượn hơn nửa ngày, phải cho 15 văn tiền. Nhưng trước khi đi, tiết nhất hổ sợ bị ngoại nhân nhìn thấy, đem trong ngực hắn cầm bạc đều đúc cho mẹ hắn, nương, cho ngươi, đây là 50 lượng, mặt khác 50 lượng tại nhị hổ nơi đó. Lưu Quế Hà hưng phấn tay đều đang run rẩy. Mặc dù biết người trong thôn đều biết nhà bọn hắn có 100 lượng, nhưng nàng cũng sợ ngoại nhân nhìn thấy, tranh thủ thời gian vào phòng. Tiết Đại Phú, Tiết Nhị Hổ, Tiết Ngũ Hổ cũng tranh thủ thời gian vào phòng. Cửa viện không có gì tốt đứng, Khương Nguyệt liền cũng muốn vào nhà, nhưng lại bị tiết diễm cho giữ chặt. Khương Nguyệt không hiểu. Làm sao? Tiết diễm giơ tay lên một cái bên trong hai chuỗi mứt quả, ngươi không ăn sao? Ngươi đều ăn đi. Nói xong, nàng liền đi vào. Đi đến nhà chính cổng, liền nhìn thấy một trăm lượng đã đều đem ra, bày ở nhà chính trên bàn, mà tiết đại phú, lưu quế hà, tiết nhị hổ, tiết ngũ hổ đều vây quanh ở trước bàn, tỉ mỉ lại hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm cái này một trăm lượng thẳng nhìn từng cái con mắt đều cùng sinh trưởng ở cái này một trăm lượng bạc bên trên một dạng căn bản là dời không ra tiết ngũ hổ còn nhìn không được sờ lại sờ một bộ đây là một trăm lượng a một trăm lượng a hắn đã lớn như vậy còn không có gặp qua nhiều bạc như vậy đâu dáng vẻ khương nguyệt liền dừng bước không tiến vào tham gia náo nhiệt mà là quay người đưa lưng về phía bên trong ngồi tại nhà chính ngưỡng cửa ánh mắt tùy tiện khắp nơi nhìn qua. Nhìn tới cửa viện, lại phát hiện Tiết Diễm đã không có ở cửa viện, cũng không biết đi đâu. Nhà chính bên trong, vang lên Tiết Ngũ Hổ thanh âm. Cha, nương, ta muốn cầm năm lượng cho Gia Gia. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 63 Vẫn là tiền không nhiều. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Ngươi gia không có phí công thương ngươi, không có phí công thương ngươi. Tiết Đại Phú cùng Lưu Quế Hà đều đặc biệt cao hứng, chờ thịt đốt tốt, đến lúc đó ngươi ngay cả thịt một khối đưa đi. Ai? Khương Nguyệt không cần quay đầu lại, bằng vào một tiếng này ai bên trong liền có thể biết Tiết Ngũ Hổ đến cùng cao hứng biết bao nhiêu. Ngũ Hổ là Tiết Đại Phú thanh âm, cái này bạc xem như ngươi kiếm, ngươi còn có cái gì dự định, ngươi nói hết ra, cha nghe một chút ta không có tính toán gì, ta liền muốn cho gia gia năm lượng, sau đó liền đều trong nhà dùng chính là. Tiết ngũ hổ nói, cha, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Tiết đại phú bắt đầu trầm ngâm. Đều nói có tiền liền mua ruộng, ruộng đồng là nông dân mệnh căn tử, nhà chúng ta đất hoa ngược lại là có vài mẫu, đều không thu hoạch rất dễ chịu, ruộng đều là mướn, chúng ta một mực loại trong lòng đều không nở. Nếu là dùng những bạc này, có thể mua bao nhiêu thượng hạng ruộng đồng liền mua bao nhiêu thượng hạng ruộng đồng, vậy thật là tốt a, à. còn có thể truyền cho hậu thế, nhưng trong nhà cái nhà này. Nói đến đây, Tiết Đại Phú thở dài, cứ như vậy mấy gian gian phòng, người tam ca đều 20 tuổi, thân là định, nhưng làm sao cũng nên đem người ta cô nương thật sớm cưới vào cửa mới là, mặc dù hắn nói không vội, nhưng đạo lý là đạo lý này, như vậy, làm sao cũng được vân một gian phòng ra cho người tam ca cùng vợ hắn nhưng bây giờ trong nhà đâu còn có gian phòng có thế vân ra. Còn có ngươi tứ ca, tiếp đại phú tiếp tục nói, cũng 18. Ngươi cũng không nhỏ, sớm muộn cũng là muốn thành thân. Ta liền nghĩ, nếu không trước tạo cái lớn một chút phòng ở, để các ngươi mỗi người đều có thể có một gian phòng, tiền còn lại, lại đến mua ruộng đồng. Thương Nguyệt chỉ là nghe, không có quay đầu nói cái gì. Ngược lại là tiếp nhị hổ nói, cha, vẫn là trước đều mua ruộng đi, nhà chúng ta mướn kia thượng hạng ruộng, mỗi mẫu đều phải 12 lượng mới có thể mua lại đâu, đây chính là không cho gia gia năm lượng, cũng mua không hạ rất nhiều mẫu, có thể mua lại vài mẫu liền mua lại vài mẫu đi, chúng ta trong lòng an tâm, ngươi không phải cũng nói ruộng đồng là chúng ta nông dân mệnh căn tử, còn có thể truyền cho hậu thế sao, phòng này tạo kiểu gì cũng sẽ phá, kiểu gì cũng sẽ ngược lại, truyền cho. Một hai đời khả năng vẫn được, nhưng muốn truyền thực rất nhiều, lại không được vẫn là mua ruộng mua đất tốt còn có tiếp nhị hổ lại nói tam đệ kia bảo tính tình nói không vội mà thành thân đó chính là thật không vội lại nói cũng không vội tại mấy tháng này tiểu diễm không phải nói sẽ tại gặt gấp lúa sớm trước đó đem thoát cốc tác phường cho tạo khi đó tác phường liền cũng có thể kiếm tiền khi đó tái tạo phòng ở không muộn nhưng kia ruộng đồng không chờ người a chúng ta thôn này trước ruộng đồng cách chúng ta nhà bao gần a cái này nếu là không còn sớm mua, ngày nào bị người khác mua đi, chúng ta sẽ rất khó lại mua đến cách chúng ta nhà lại gần, còn lại là thượng hạng ruộng. Lưu Quế Hà Nhị Hổ nói rất đúng. Đúng vậy a à, cha. Tiết Ngũ Hổ cũng cảm thấy hắn nhị ca nói rất có lý. Khương Nguyệt như cũ không có quay đầu nói cái gì, nhưng cũng nhìn ra, Tiết Nhị Hổ đích thật là so Tiết Nhất Hổ người đại ca này có chủ kiến nhiều. Cái này tiết đại phú giao động cũng muốn cầm cái này tiền bạc đều đến đặt mua ruộng đồng nhưng sau một lúc lâu hắn cũng không cho khẳng định đáp án mà là nói trước như vậy đi để ta suy nghĩ lại một chút việc này quá lớn hắn một chút làm không được quyết định nghe tới cái này khương nguyệt lại cảm thấy vẫn là không đủ tiền nhiều nếu là tiền đủ nhiều lại có thể mua rất nhiều ruộng đồng lại có thể tạo căn phòng lớn đâu còn cần suy nghĩ lại một chút nhưng nàng vẫn không quay đầu nhìn nhà chính bên trong, vẫn như cũ ngồi tại ngưỡng cửa. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 64 Đừng quên, còn có ta. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đúng lúc này, Tiết Diễm lại xuất hiện tại cửa viện, trong tay cũng đã không có kia hai chuỗi mứt quả. Tiết Diễm gặp nàng ngồi tại ngưỡng cửa, liền cũng đi tới, cùng với nàng ngồi một chỗ tại ngưỡng cửa. Ta cho nhà đại bá cháu trai đại bảo cùng tiểu bảo. Hắn nói với nàng đạo. Xem như nói một lần kia hai chuỗi mức quả hướng đi. Khương Nguyệt cực cực đầu, không nói chuyện. Hôm nay, hắn lại mở miệng, muốn nói cái gì, lại muốn nói lại thôi. Khương Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn còn làm khục một tiếng, có chút ngượng ngùng. Ta không có khóc. Nàng nói khụ khụ. Hắn ho khan ác hơn. Hơn nửa ngày, mới cùng một thoại hoa thoại một dạng cười nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Khương Nguyệt chỉ là nhìn xem hắn. Thẳng đến tiếp diễm toàn bộ bị nhìn toàn thân không được tự nhiên thời điểm, Khương Nguyệt mới hỏi. Nhà chúng ta còn có bao nhiêu kỳ hoa thân thích? Thanh âm không lớn, tiếp đại phú bọn hắn đều không nghe thấy, lại đầy đủ để tiếp diễm nghe thấy nàng vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy, tiếp diễm dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, khẳng định là bên trên thưởng trương Mỹ lệ mặt dày vô sĩ muốn chia tiền náo. Chỉ thấy tiếp diễm cũng đè ép thanh âm nói, ta đều có thể ứng phó, sẽ không để cho trong nhà thua thiệt. Đều. Khương Nguyệt lập tức bắt lấy trọng điểm, cảm thấy cái này kỳ hoa thân thích khẳng định không ít, tuyệt đối không chỉ trương Mỹ lệ một cái, không phải hắn sẽ không dùng đều. Mặc dù nhận biết không lâu, nhưng nàng lại nhìn ra được, hắn tìm từ luôn luôn nghiêm cẩn. Không nhiều lời cái gì, Khương Nguyệt chỉ nhàn nhạt một câu. Đừng quên, còn có ta. Nàng cũng có thể ứng phó. Tiếp Diễm hiểu ý, cười gật gật đầu, nhẹ giọng. Là, còn có ngươi. Nàng cũng là cái nhà này người A, hắn sẽ không quên. Chờ màu đỏ thịt đốt tốt, trời cũng đen. Bốn cân thịt từ trong nồi thịnh ra, vừa vặn tràn đầy hai đại bát to. Tiết Đại Phú lập tức để Tiết Ngũ Hổ tự mình cầm một bát tô lớn thịt cùng năm lượng bạc đưa đi cho Tiết Lão Hán, còn có hai cái mập trắng màng thầu. Tiết Ngũ Hổ khập khiển đi, từ Tiết Diễm bồi tiếp, nhưng Tiết Lão Hán lại chết sống không chịu muốn bạc, chỉ lấy thịt cùng màng thầu. Cháu trai như thế hiếu thuận, Tiết Lão Hán cũng vui vẻ cực. Không có cách nào, Tiết Ngũ Hổ lại đem năm lượng bạc cầm về, lại cho Lưu Quế Hà đảm bảo, ăn cơm, ăn cơm. Trời đều đen, người một nhà khó được tại nhà chính bên trong điểm ngọn đèn chuẩn bị ăn cơm chiều. Ngọn đèn kia ánh đèn, chiếu toàn bộ nhà chính, mờ nhạt mờ nhạt. Trên bàn, kia tràn đầy một bát tô lớn thịt là nhìn xem đều hương, đương nhiên, đây là Tiết Đại Phú bọn hắn cảm nhận. Tiết Diễm không có nghe được, Khương Nguyệt càng không nghe được. Khả năng đồ gia vị thêm thiếu, thịt mùi thơm cũng không quá rõ ràng. A. À, thơm quá, tiếc ngủ hổ lại trước nghe vì kính, một bộ hương không được bộ dáng. Khương Nguyệt nhìn xem, thật sâu hoài nghi hắn kỳ thật căn bản không có nghe được mùi thơm, chỉ là quá lâu không ăn thịt, chỉ là nhìn xem, đều cảm thấy thơm nứt. Tiếc ngủ hổ lại khoa trương ngửi một cái, mới buông xuống. Tới 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 Nguyệt bảo. Lưu Quế Hà trước hướng nàng trong chén kẹp hai khối lớn thịt mỡ. Thịt mỡ lại cắt dày đặc, mà chén của nàng lại nhỏ, cái này hai khối lớn thịt mỡ vừa để xuống đến nàng trong chén cơ hồ đưa nàng dưới đáy cơm đều cho che lại thương nguyệt mặt mặt mới mở miệng nói thẩm nhiều lắm mới hai khối có cái gì nhiều nguyệt bảo ngươi đừng như thế hiểu chuyện a à, hôm nay trong nhà nhiều như vậy thịt đâu mỗi người đều có thể ăn được mấy khối đều không cần không nở mau ăn mau ăn ăn xong lại đến kẹp a à, nhìn lưu quế hà không chỉ có không tin còn tưởng rằng nàng là quá hiểu chuyện, Khương Nguyệt lại mặt mặt, lập tức, vẫn cảm thấy mình có thể dãy dụ một chút, ít đi một khối. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 65 Quả nhiên nàng lại có. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Ngay tại Khương Nguyệt quyết định lại mở miệng, không muốn nhiều như vậy thịt thời điểm, nào biết những người khác cũng nhau nhau đều mở miệng. Nguyệt Bảo, người đứa nhỏ này thật sự là quá làm cho người đau lòng. Tốt a, à. Khương Nguyệt hai cái tay nhỏ yên lặng bưng nàng nhỏ bát cơm, đi ngồi tại cho nàng ngồi trên băng ghế nhỏ, trước mặt vẫn đặt vào một cái cho nàng đặt bát cơm cao một chút ghế. Mới mấy lần a, à, nàng cũng quen thuộc, nhỏ bát cơm cứ như vậy tự nhiên đặt đi lên, liền cùng với nàng thật sự là một cái ba tuổi rưỡi hài tử một dạng. Tiết Diễm đều trông thấy, biết Khương Nguyệt là thật cảm thấy nhiều liền ngồi sổng Khương Nguyệt bên cạnh, nhỏ giọng nói. Ngươi cho ta một khối đi. Khương Nguyệt ước gì đâu, lập tức liền kẹp một khối đến tiếp diễm trong chén. Tốc độ nhanh, để tiếp diễm đều mặt một chút. Tới tới tới, còn có cái này. Mang về ba cái bánh bao, hai cái cho tiết lão hán, còn lại một cái. Lưu Quế Hà liền đem cái này màn thầu tách ra thành hai nửa, một nửa cho Khương Nguyệt, một nửa cho có thai dư hồng yến quả nhiên nàng lại có. Khương Nguyệt trong lòng thở dài, mới yên lặng đem cái này nửa cái màn thầu cũng kẹp đến tiết diễm trong chén, xem như tạ ơn tiết diễm giúp nàng ăn một khối lớn thịt mỡ. Tiết diễm đổ dừng một chút, lại nhìn Khương Nguyệt một chút, cũng không nói cái gì. Tiết đại phú bọn hắn chỉ lo ngoạ miếng thịt lớn, đều ăn đầy miệng dầu, khó được cùng ăn tết một dạng, cũng không có chú ý tới bên này. Khương Nguyệt ăn trước một ngụm nhỏ cơm, Mới bắt đầu ăn trong chén khối kia lớn thịt mỡ, là thịt nhưng bởi vì đồ gia vị không có thêm đủ cũng không khá lắm ăn, lại dầu mỡ, nhưng cái này tại nông gia đã tính đỉnh đồ tốt, nàng cũng không chọn, rất bình tĩnh từ từ ăn xuống dưới. Cơm ăn đến một nửa thời điểm, vẫn là lại trò chuyện lên là mua ruộng mua đất vẫn là tạo căn phòng lớn sự tình. Tiếp nhất hổ, Lý Hà Hoa, Dư Hồng Yến cũng đều tán thành tiếp nhị hổ đề nghị kia trước đem những bạc này có thể mua vài mẫu thượng hạng ruộng, liền mua vài mẫu thượng hạng ruộng. Tiết diễm ngược lại là không quan trọng, cảm thấy phòng ở năm nay khẳng định phải tạo, chỉ là hơn nửa năm cùng 6 tháng cuối năm khác nhau, nhưng cha hắn sẽ do dự, hiển nhiên cũng là đối với hắn nhị ca đề nghị động tâm, hắn liền cũng tán thành. Thậm chí còn hỏi Khương Nguyệt ý kiến. Khương Nguyệt không có ý kiến. Tại Khương Nguyệt xem ra, mặc kệ là loại nào, trong nhà sinh hoạt đều sẽ đạt được cải thiện. Mà coi như trong nhà tất cả mọi người tán thành, tiết đại phú vẫn là không hạ nổi quyết tâm, còn phải lại ngẫm lại. Ăn xong cơm tối, vì để cho Khương Nguyệt trong phòng có thế thấy được, Lý Hà Hoa đem Khương Nguyệt trong phòng kia chén đèn dầu cũng thắp sáng, lại là Lý Hà Hoa giúp đỡ sách nước lạnh nước nóng, hướng Khương Nguyệt trong phòng đưa. Cũng là thừa dịp Lý Hà Hoa giúp đỡ sách lạnh nóng nước thời điểm, Khương Nguyệt tùy tiện vào không gian liếc một cái, phát hiện vạn năng ương giống trong phòng bắp ngô đã trưởng thành tráng mầm, có thể cấy ghép. Hiện tại là ban đêm, bên ngoài nhìn không thấy, tự nhiên không có cách nào cấy ghép, chỉ có thể chờ đợi ngày mai ban ngày. Bên này Khương Nguyệt bọn hắn đều chuẩn bị tẩy tẩy ngủ, một bên khác, tiết đại quý nhà, vậy mà cũng điểm ngọn đèn, mà tiết trụ tử trả lại. Trừ vác trên lưng cung tiễn, hắn hai tay trống trơn. Bởi vì hắn là lần thứ nhất lên núi đi săn, những người khác cũng là ngô thợ săn cũng không yên tâm cho nên hôm nay đồng thời không có trong núi qua đêm thế nhưng không nghĩ tới trong núi dày vò đến mặt trời xuống núi cũng không có đánh tới một điểm con mồi ngay cả ngô thợ săn chính mình cũng bảo hôm nay lưng cực sau đó bọn hắn liền trở lại tiết trụ tử đẩy cửa ra liền trông thấy mẹ hắn trương mỹ lệ ngồi dưới đất lại khóc lại mắng hắn đệ tiết cẩu tử cúi đầu sợ hãi đứng ở một bên mà cha hắn tiếc đại quý cùng đại gia một dạng vĩnh lên nhị lan chân, ngồi tại bên cạnh bàn, ăn củ lạc. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 66 Ngươi có phải hay không muốn ăn đòn? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Nương ngươi lại náo cái gì? Tiết trụ tử rất không cao hứng. Mẹ hắn liền không có một ngày yên tĩnh, cái dạng này hắn cũng không biết gặp bao nhiêu lần. Trương Mỹ Lệ lúc này mới phát hiện nàng đại nhi tử trở về, lập tức lại là đập mặt đất, lại là hướng nàng đại nhi tử khóc ròng nói. Trụ A, cha ngươi hắn không để ta lại đi ngươi tam bá nhà, ta không đi, ngươi tam bá nhà làm sao lại cho nhà chúng ta chia tiền, lớn như vậy chỉ gấu chó đâu, ngươi vương đại thẩm đều nói, bán 100 lượng, 100 lượng A, đây chính là 100 lượng. Cha ngươi hắn có phải là ngốc A, còn ngăn đón ta ngươi mới ngốc. Tiết đại quý đằng một chút liền đứng lên. Cha ta hôm nay đều sinh đến mấy lần khí, ngươi lại đi náo, ngươi còn có để hay không cho cha ta sống. Lập tức, tiết đại quý cũng không có kiên nhẫn, chỉ vào cửa lên đường. Ngươi đi, ngươi đi, ra môn này ngươi không phải ta tiết đại quý nàng dâu, ngươi chạy trở về nhà mẹ của ngươi đi. Trương Mỹ Lệ lập tức yên tĩnh. Cùng cái chim cút như. Cha, đến cùng làm sao? cái gì gấu chó một trăm lượng còn có tam bá nhà gấu chó cùng tam bá nhà có quan hệ gì tiết trụ tử căn bản nghe không hiểu tiết đại quý chỉ lại ngồi xuống ăn củ lạc là trương mỹ lệ thêm mắm thêm muối trả lời tiểu diễm không phải làm giấc mộng a à, nói ngũ hổ sẽ trong núi gặp được gấu chó xảy ra chuyện không nghĩ tới thật là có gấu chó còn bị ngũ hổ không biết đi cái gì vận khí cứt chó cho một tiễn bắn chết ngũ hổ liền trên thân bị thương nhẹ, chân cũng uy một con, căn bản không có đại sự, hắn làm sao bất tử nữa nha. Khi gấu chó nhưng lớn, các ngươi cùng nhau đi đánh săn, khẳng định cũng có phần của ngươi A, à, ta liền đi ngươi tam bá nhà muốn chia tiền, nhưng ngươi tam bá nhà lại quá phận không chịu phân, một văn tiền cũng không chịu phân, ngươi nói có tức hay không người. Thiết công kê đều không có giống nhà bọn hắn như thế. Gia gia ngươi cũng bất công, liền đứng tại ngươi tam bá nhà phía bên kia cái gì đều là lỗi của ta còn làm mặt của nhiều người như vậy để ta lăn ngươi nói ta về sau đâu còn có mặt tại thôn này bên trong ở lại a à, ngươi nói tam ca nhà liền nói tam ca nhà thiếu dắt ta cha Tiết đại quý lập tức vừa giận ngươi có phải hay không lấy đánh thật đúng là đứng dậy một bộ muốn đánh nàng dáng vẻ trương mỹ lệ tự nhiên không dám lại nói tiếc lão hán cái gì thanh âm cũng nhỏ đi rất nhiều. Hiện tại kia gấu chó bán 100 lượng, trụ tử, ngươi nói làm sao bây giờ a? À, chẳng lẽ hảo hảo tiền, chúng ta không muốn sao, dựa vào cái gì a? À, tiết trụ tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn hắn mấy người đâu, còn đi theo ngô thợ săn, cái gì cũng không đánh đến, kết quả, kia mảnh cánh tay mảnh chân, hắn một cái tay một đặt xuống, liền có thể đem người cho quật ngã tiết ngũ hổ vậy mà đánh tới săn, vẫn là một đầu gấu chó còn bán 100 lượng. Cũng mặc kệ chính mình có hay không cùng Tiết Ngũ Hổ nói qua, chỉ cần Tiết Ngũ Hổ cùng bọn hắn tách ra, cũng không phải là một khối, khi Tiết Ngũ Hổ cái này đánh gấu chó liền cùng hắn không có một chút quan hệ, chỉ thấy Tiết Trụ Tử nổi giận đùng đùng liền cũng muốn đi chia tiền. Dừng lại. Ngươi có phải hay không cũng không nghe lời nói. Tiết Đại Quý Quát. Ngươi không nghe thấy ta vừa rồi nói ngươi gia hôm nay đã sinh đến mấy lần khí sao? Ngươi là nghĩ tức chết ngươi gia có phải là? Nhưng cha, kia là một trăm lượng a, hắn cũng muốn. Ta biết kia là một trăm lượng, dù sao hôm nay không được. Tiết Đại Quý cực kỳ kiên trì. Ngươi nếu là dám đi, ta liền đánh gãy ngươi chân. Cha. Tiết Trụ Tử khí dậm chân. Đi. Tiết Đại Quý lại không kiên nhẫn. Ta cũng muốn phân tiền kia, nhưng lại không phải ngày mai không sống nhất định phải hôm nay đi làm cái gì? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 67 Ước gì đánh hung ác một điểm? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tiết trụ tử nghe xong, liền dự định ngày mai lại đi. Lúc này, một bên tiết cậu tử sợ hãi nhỏ giọng nói. Cha, không phải nói ca bọn hắn trong núi liền cùng ngủ hổ ca tách ra sao, không phải một khối, cái kia tiền nhà chúng ta không nên phân tiết đại quý còn chưa lên tiếng trương mỹ lệ liền đã khí từ dưới đất bò dậy hung ác vung tiết cẩu tử một bạt tai ăn cây táo rào cây sung đồ vật ngươi tam bá nhà cho ngươi chỗ tốt gì ngươi như thế hướng về bọn hắn tiết trụ tử cũng khí ước gì mẹ hắn đánh hung ác một điểm tiết cẩu tử cực kỳ trái tim băng giá ngày thứ hai lại là ngày mới vừa tảng sáng thời điểm khương nguyệt liền sau đó nàng lại bị Lý Hà Hoa cho chải cái thật xinh đẹp đầu. Hôm nay nàng muốn đi đem kia một mẫu đất bắp ngô mầm cho đổi. Hẳn là lại là tiết diễm cái kia đại hài tử mang nàng tiểu hài tử này, mà tiết diễm lại biết nàng có thế trống rỗng biến ra đồ vật. Lần trước nàng đem dư hồng yến chọn hạt đậu cho đổi thời điểm hắn nhưng là đều trông thấy, vậy hôm nay cũng làm cho hắn một khối giúp đỡ cấy ghép đi, hai người cấy ghép, làm sao cũng so một người nhanh. Nghĩ như vậy, khương nguyệt đánh răng rửa mặt tốt liền đi tìm tiết diễm nói chuyện này tiết diễm ngay tại nhà chính bên trong cầm khăn lau lau bàn nhà chính bên trong trừ tiết diễm không có người khác khương nguyệt đi qua hạ giọng cùng hắn nói trong nhà đã gieo xuống bắp ngô bông những vật kia sản lượng đều quá thấp ta có sản lượng cao mầm ta dự định đem bắp ngô bông cao lương mầm cho đổi hạt vừng đậu phộng thì thôi hai thứ này quá tốn thời gian chờ sang năm ta trực tiếp đem hạt giống cho đổi đổi thành sản lượng cao hạt giống. Hôm nay ta dự định trước đổi bắp ngô mầm, ngươi nếu có rảnh rỗi, liền cùng ta một khối đổi đi. Lần trước nàng đem đậu nành hạt giống cho đổi, hắn liền đại khái đoán ra nàng khẳng định là đổi thành sản lượng cao tốt hạt giống, bây giờ nghe tới nàng nói như vậy, hắn cũng không kinh ngạc. Ừ. Hắn gật gật đầu. Nhưng buổi sáng không được, phải buổi chiều. Vì cái gì? Cha ta mới cùng đi liền đến ta trong phòng, nói hắn đã nghĩ kỹ, cũng hạ quyết tâm, trước hết đều mua ruộng, để ta buổi sáng cùng hắn cùng nhị ca cùng nhau đi trên trấn phùng địa chủ nhà, nói ta biết chữ, có thể giúp nhìn xem đến lúc đó mua ruộng văn thư cùng phùng địa chủ cho khế ước. Vậy được, vậy ngươi trước bồi thúc cùng nhị ca đi mua ruộng. Ta cùng cha cùng nhị ca đi mua ruộng trước đó, sẽ đi gia gia kia một chuyến, để gia gia mấy ngày nay nhiều đến nhà chúng ta đi dạo đột nhiên hắn nói nàng lập tức chăm chú nhìn hắn ngươi đang lo lắng cái gì ta vẫn là trong nhà những cái kia kỳ, kỳ hoa thân thích hắn mở ra cái khác ánh mắt đều đều có đi một lần tính đem người đánh sợ có cái gì không tốt nàng không hiểu hắn chính là đoán được nàng có ý nghĩ này sợ hắn không ở nhà thời điểm có thân thích đến tìm phiền phức mà nàng trực tiếp đem người cho đánh bởi vì nàng cũng không phải là một cái sẽ cùng người nói nhảm người, trực tiếp đánh mới là phong cách của nàng. Hắn nhìn ra. Khục. Tiếp Diễm sờ mũi một cái, cực kỳ không được tự nhiên. Phương thức giải quyết kỳ thật có rất nhiều loại. Nói cách khác, không phải chỉ có đánh người cái này một loại. Nhưng một lần tính đem người đánh sợ, lại là hữu hiệu nhất cũng nhanh chóng nhất một loại. Nàng nói. Tiếp Diễm nâng trán, đau đầu đầu tiên nói trước, Khương Nguyệt lại nói, về sau ta vẫn là sẽ đánh người. Một điểm nhượng bộ đều không có. Được thôi. Tiếp diễm cũng chỉ có thể nói như vậy. Cũng may nàng cũng không phải là cái người không có chừng mực, đánh đều là phải bị đánh. Ăn xong điểm tâm, tiếp diễm liền bồi tiết đại phú cùng tiết nhị hổ đi mua ruộng. Trước khi đi, tiếp diễm cũng thật đi tiết lão hán kia một chuyến. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 68 Người khác chỉ có ao ước phần. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Không bao lâu, tiết lão hán liền đến. Nói là đi dạo, nhưng cứ như vậy trong sân tọa hà. Tiếp nhất hổ, Lý Hà Hoa, Lưu Quế Hà ba người lại đi trong đất tiếp tục khai hoang, tranh thủ buổi chiều có thể đem đậu nành cho gieo trồng xuống. Bất quá cùng hôm qua khai hoang so sánh, ba người hôm nay thật hưng phấn nhiều. Bởi vì tiết đại phú bọn hắn đi mua ruộng, chờ tiết đại phú bọn hắn trở về, nhà bọn hắn liền xem như trong tay cầm mấy mẫu ruộng người ta, nghĩ như thế nào, trong lòng đều chân thật. Tiết ngũ hổ bởi vì uy một chân, còn chưa tốt, trên thân trảo thương tạm thời cũng không nên đa động, liền bị tiết lão hán đuổi đi trên giường nằm đi. Dư Hồng Yến vẫn tại nhà, bởi vì tiết diễm không tại, tự nhiên là từ nàng mang theo Khương Nguyệt mà tiết lão hán cũng tại, tiết lão hán tự nhiên cũng giúp đỡ mang Khương Nguyệt. Bị hai người nhìn xem, cộng thêm trong phòng còn có cái tiết ngũ hổ, Khương Nguyệt rất bình tĩnh. Bởi vì nàng rất rõ ràng, chỉ có tiết diễm ở thời điểm, nàng còn có thể đi làm một điểm chính nàng sự tình, bởi vì tiết diễm sẽ giúp nàng che lấp, cái này tiết diễm không tại, đi theo cùng nhau đi mua ruộng. Nàng tự nhiên không trông cậy vào chính mình hôm nay buổi sáng liền có thể đi ruộng ngô bên trong đem bắp ngô mầm cho đổi. Tiết lão hán ngồi tại trên ghế trúc, vui tươi hớn hở, mặt mũi hiền lành, xem xét liền rất là hòa ái dễ gần. Khương Nguyệt thì ngồi tại tiết lão hán bên cạnh ngựa gỗ bên trên. Đối, chính là ngựa gỗ. Khương Nguyệt nhìn trời. Mặc dù nàng cưỡi vừa vặn. Cái này ngựa gỗ là vừa rồi Lý Hà Hoa phí đại công phu tìm kiếm ra, nói là tiếc nhất hổ từng theo một cái lão một tượng học qua ba tháng, nhưng bởi vì kia lão một tượng về sau qua đời, liền rốt cuộc không có học qua chỉ an tâm trong nhà trồng hoa màu nhưng bởi vì tiết đại phú đem tiết diễm kiếm về vì đùa tiết diễm cái này đệ đệ vui vẻ tiết nhất hổ liền làm cái này ngựa gỗ cái này ngựa gỗ làm công mặc dù có chút thô ráp lại đặc biệt rắn chắc nghe nói quẳng rất nhiều về đều không hư còn rất tốt đủ thấy tiết nhất hổ làm cái này ngựa gỗ tốn không ít tâm tư trong thôn nhà khác đều không có liền tiết diễm có hài tử của người khác chỉ có ao ước phần. Đương nhiên, kia là Tiết Diễm lúc còn rất nhỏ. Về sau, Tiết Diễm không cưỡi, nhà khác hài tử muốn, liền ngay cả nhà đại bá đại bảo cùng tiểu bảo muốn, Tiết Nhất Hổ đều không có bỏ được cho ra đi, dự định về sau trong nhà có tiểu hài tử, lấy thêm ra đến. Hiện tại nàng trong nhà này, Tiết Nhất Hổ cùng Lý Hà Hoa tối hôm qua liền cho tới chuyện này, sau đó, sáng nay liền cho nàng tìm ra, để nàng cưỡi chơi. Lý Hà Hoa cũng nói, chờ tiết nhất hổ giữa trưa trở về, sẽ còn cho nàng làm trong chóng tre chơi. Nghĩ đến cái này, Khương Nguyệt lại nhịn không được, quan sát trời. Cũng là sáng nay, nàng mới biết được, trong nhà cái bàn, ghế, cái trương, bàn ghế, cái thất gỗ những này, đều là tiết nhất hổ ở trên núi tìm vật liệu gỗ làm. Cũng đều rất thô ráp, hoàn toàn so ra kém từ khác thợ một kia mua, nhưng rắn chắc a, trong nhà dùng, chỉ cần rắn chắc là được. Nguyệt Bảo, ngươi cưỡi ngựa ngựa chơi a, à, cái này tốt bao nhiêu chơi a. À, chúng ta khi còn bé đều không có thứ này chơi, cũng là ngươi một hổ ca khéo tay. Tiết Lão Hán đặc biệt hiền hòa cùng nàng nói, hai mắt vẫn đục, còn nhớ lại, ta nhớ được ngươi diễm ca ca sau ngươi còn nhỏ thời điểm, coi như có thể đem cái này ngựa ngựa từ kia cưỡi đến kia. Khương Nguyệt Thuận Tiết Lão Hán ngón tay khoảng cách là từ nhà bếp cổng đến cửa viện dài như vậy, nói thật nàng không tưởng tượng ra được tiết diễm sẽ có như vậy hoặc bác. Kỳ thật nàng căn bản không tưởng tượng ra được tiết diễm sẽ cưỡi loại này trẻ con đồ chơi. Có thể là nàng hiện tại biết tiết diễm là trùng sinh, người lại ổn trọng nguyên nhân. Nhưng vì để cho lão nhân gia vui vẻ, Khương Nguyệt vẫn là phối hợp, yên lặng đem ngựa gỗ từ tiết lão hán ngồi ghế trúc bên này, cưỡi đến ghế trúc một bên khác. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 69. Phung phí tiền kia làm gì? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bịch, bịch, bịch. Tốt tốt tốt, đúng đúng đúng, chính là như thế cưỡi. Tiết lão hán vui không ngậm miệng được. Dư Hồng Yến cũng trông thấy, một bên cười, vừa đi đi qua, vuốt vuốt cưỡi tại ngựa gỗ bên trên Khương Nguyệt đầu. Trong nhà cũng không có gì tốt chơi, cũng liền loại này đồ vật có thể để cho Nguyệt bảo hảo hảo chơi đùa. Dạ, ngày hôm qua thịt ngon ăn sao? Ăn ngon ăn ngon. Tiết lão hán liên tục gật đầu, cắn chính là đầy miệng dầu, tư vị kia đừng đề cập nhiều đẹp. Ta đây còn có không ít đâu, để ngươi đại bá bọn hắn cũng nếm thử, bọn hắn đều không nở động hạ đũa, nhất định phải đều lưu cho ta chậm rãi ăn. May mắn thời tiết này còn không quá nóng, có thể ăn được mấy trận, không phải phải hỏng. Chờ thêm hai ngày, lại để cho cha cho ngài mua a à, còn phung phí tiền kia làm gì? Tiết lão hán lập tức buồn bực, ăn một lần là được, các ngươi tiền kia giữ lại đem các ngươi thời gian qua tốt là được, ta lão đầu tử này lại không thiếu ăn không thiếu mặt vân vân vân. Dư hồng yến cười theo, cùng dỗ hài tử một dạng. Tiết lão hán cái này lão ngoan đồng lúc này mới không buồn bực, lại một mặt hiền lành. Tiếp lấy, dư hồng yến cầm một khối nhỏ tấm ván gỗ tới để dưới đất, sau đó lại đi lấy một thanh hôm qua nàng buổi chiều tại bờ sông đào rau dại, cùng một thanh dao phay tới, sau đó đem tấm ván gỗ khi cái thớt gỗ dùng dao phay đem rau dại cho băm rơi tại trên mặt đất. Trong nhà mấy cái thả rông gà đều không chờ người chào hỏi, lập tức bịch cánh xông lại, cô 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 mổ ăn. Tiết Lão Hán cùng Dư Hồng Yến còn tán gẫu, Khương Nguyệt chỉ lẳng lặng vẫn ngồi tại ngựa gỗ bên trên. Đột nhiên giống như nghe tới trương mỹ lệ thanh âm nàng liền nhớ tới thân đi cửa viện nhìn xem nhưng tiếc lão háng lại mặt mũi hiền lành nhìn xem nàng nàng liền không có vứt xuống ngựa gỗ cái này đồ chơi cưỡi ngựa gỗ mặt không biểu tình bịch 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 đi tới cửa viện đợi đến cửa viện nàng liền trông thấy quả nhiên là trương mỹ lệ đến còn có tiếc trụ tử hai mẹ con nhanh chân hướng cái này đến bên cạnh tới còn bên cạnh trao đổi hôm nay nhất định phải phân đến tiền quyết không thể cứ như vậy tính mắt thấy là phải đi tới trước mặt nàng khương nguyệt mắt lạnh lùng quay đầu nhìn một chút thấy trong viện tiết lão hán cùng dư hồng yến đều không có gì phản ứng hẳn là căn bản không nghe thấy trương mỹ lệ cùng tiết trụ tử thanh âm tự nhiên cũng không biết trương mỹ lệ cùng tiết trụ tử đến lại nhìn về phía trương mỹ lệ cùng tiết trụ tử thời điểm nàng lại nhìn thấy tiết đại quý một bộ đặc biệt sợ hãi dáng vẻ vội vã chạy tới lập tức tại trương mỹ lệ cùng tiết trụ tử mau ra hiện tại trước mặt nàng cũng chính là cửa viện thời điểm bắt lấy trương mỹ lệ cùng tiết trụ tử cổ áo liền đem hai người mảnh kéo trở về bên cạnh kéo tiết đại quý còn bên cạnh thấp khiển trách các ngươi đến cùng có đầu óc hay không cũng không biết đi cha ta kia nhìn xem cha ta không tại tại tam ca của ta nhà đâu muốn chết cũng không phải như thế tìm Trương Mỹ Lệ cùng tiết trụ tử đột nhiên bị người kéo trở về, một cổ vô danh lửa lập tức vọt cao năm trượng, đang nghĩ mắng chửi người, nào biết được kéo bọn hắn chính là tiết đại quý, tiết đại quý còn nói lời này, hai người đều bị giật mình. Bọn hắn kỳ thật cũng không sợ tiết lão hán, chỉ là tiết lão hán, tiết đại quý quá nghe, nếu là vừa lúc bị tiết lão hán gặp được, tiết lão hán trong cơn tức giận, để tiết đại quý đối bọn hắn thế nào, bọn hắn nhưng làm sao bây giờ lời gì cũng không nói, hai người cũng đều không dùng tiết đại quý kéo túng, lập tức xám xịt đi theo tiết đại quý cùng đi. Rõ ràng nhìn thấy Khương Nguyệt, cũng biết Khương Nguyệt nhìn thấy bọn hắn, nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không có đem ba tuổi rưỡi Khương Nguyệt coi là chuyện đáng kể, cảm thấy liền một đứa bé, căn bản không cần phải để ý đến. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 70 Bám rễ sinh chồi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Khương Nguyệt xem bọn hắn dạng này, liền biết bọn hắn sẽ còn lại đến. Thẳng đến giữa trưa thời điểm, Tiết Diễm, Tiết Đại Phú, Tiết Nhị Hổ mới từ trên trấn trở về, mua 8 mẫu thượng hạng ruộng, 12 lượng một mẫu, tổng cộng 96 lượng. 100 lượng một chút liền chỉ còn lại 4 lượng. Cái này 8 mẫu ruộng chính là Tiết Đại Phú nhà thuê loại kia 14 mẫu ruộng ở trong 8 mẫu, có cái này 8 mẫu ruộng, tiết đại phú lưu quế hà bọn hắn một chút trong lòng liền an tâm cao hứng mua ruộng văn thư cùng cái này tám mẫu khế ước cùng còn lại bạc vẫn như cũ đều cho lưu quế hà thu lưu quế hà giấu nghiêm nghiêm thật thật hôm qua tiết đại phú lưu quế hà tiết nhất hổ bọn người coi như trong nhà có một trăm lượng cũng không có sống lưng thẳng tắp cảm giác nhưng trong nhà thật sự có cái này tám mẫu ruộng mọi người lập tức cũng không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên cảm giác lực lượng đủ sống lưng cũng thẳng nhất là khi tiết lão hán nhìn xem cái này tám mẫu ruộng khế ước lại trực tiếp lệ nóng doanh trồng nghẹn ngào không thôi quá tốt quá tốt chúng ta lão tiết nhà rốt cục có người tại cái này có chính mình ruộng cuối cùng mọc rễ từ khi khi lưu dân đi tới cái này nhiều năm như vậy đều là thuê người ta ruộng cũng là khai hoang được đến mặc dù là chính mình nhưng thu hoạch cũng không tốt căn bản không cảm giác được ở đây đã bám rễ sinh chồi mà đây là tiết lão hán đến sau này, lần thứ nhất có ý nghĩ này. Tiết đại phú là theo chân tiết lão hán một khối khi lưu dân đi tới cái này, biết trong đó lòng chua xót, tự nhiên cũng có ý nghĩ này, cũng hết sức rõ ràng cha hắn tâm tình vào giờ khắc này, hắn cũng trong mắt chứa nhiệt lệ. Khương Nguyệt thừa dịp sự chú ý của mọi người đều tại khế ước bên trên, liền vụn trộn từ nhà chính bên trong ra, sau đó đi thả tạp vật địa phương tìm ra hai con thùng gỗ cùng hai cái bầu nước đem thả tiếng không gian bên trong đất chết bên trên trong nhà thùng gỗ cũng đều là tiếc nhất hổ làm làm mấy cái hai cái này là tạm thời không dùng được nàng bỏ vào không gian nhất thời cũng sẽ không có người phát hiện thùng nước không gặp mặc dù nàng không gian bồi dưỡng ra đến tráng mầm đều là chống hạn nhưng cũng không phải một điểm nước không dùng tưới cái này cấy ghép xuống dưới vẫn là phải tưới chút nước chờ khương nguyệt lại trở lại nhà chính thời điểm vừa vặn tiếp diễm nhìn ra phía ngoài hai người ánh mắt cứ như vậy đối mặt lập tức đều dời không đợi ăn cơm trưa tiếp diễm liền về phòng của hắn đem hắn một thân trường sam màu trắng cho đổi đổi thành một thân vải thô quần ngắn trường sam đều là hắn tại trên trấn đi học lúc trong nhà cho làm về sau liền đều là trường sam thẳng đến hắn hiện tại không đi đi học hai ngày này lưu quế hà có rảnh rỗi thời điểm lại giúp cho hắn đổi hai thân áo quần ngắn ra nông dân muốn lao động xuyên áo quần ngắn thuận tiện hắn vừa từ trong phòng ra đã ngồi tại trên băng ghế nhỏ bắt đầu ăn cơm trưa khương nguyệt liền chú ý đến nhưng nàng cũng không nói cái gì vẫn là vừa nâng đến một bát cơm tiết ngủ hổ ngạc nhiên tiểu diễm ngươi làm sao thay y phục váy tiết diễm mặt không đổi sắc ruộng ngô bên trong giống như mọc cỏ ta nghĩ buổi chiều mang nguyệt bảo cùng nhau đi kéo cỏ Lưu Quế Hà lập tức nhíu mày, một điểm không tán thành. Hai người các ngươi tiểu hài tử, kéo cỏ gì a, à, trong nhà chơi chính là. Lý Hà Hoa bọn hắn cũng không tán thành. Tiết Ngũ Hổ trực tiếp cười ha ha. Tiểu Diễm, ngươi biết cỏ sao? Nhưng chớ đem bắp ngô mầm cũng cho kéo. Tiết đại phú cười nói. Tiểu Diễm mặc dù bên trên 3 năm học, nhưng còn không đến mức cỏ cũng không nhận ra, trên người ngươi tổn thương dùng thảo dược không phải liền là hắn cho ngươi hái tiếp ngũ hổ cha ta cùng tiểu diễm nói đùa đâu tiết đại phú nghĩ đến cái này cũng không tính là gì sống mà người ra ngoài đi dạo cũng rất tốt liền cùng lưu quế hà nói mẹ hắn liền để bọn hắn đi thôi tạm thời coi là bọn hắn là đi chơi cái này cả ngày ở lại nhà cùng trong làng không đi ra đi dạo cũng không tốt người vẫn là muốn đi ra ngoài đi dạo hóng hóng gió nhìn một chút mặt trời người cũng thanh tĩnh tinh thần chút. Nguyệt bảo còn tốt, ngươi nhìn tiểu diễm thân thể này đơn bạc, làm điểm công việc nhẹ nói không chừng thể cốt còn có thể dần dần tốt một chút. Mà Nguyệt bảo như vậy nhỏ, tiểu diễm hẳn là chỉ là mang theo cùng nhau đi, cũng sẽ không thật làm cho nàng làm việc gì. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.